Rồi đây thì chú rể của chúng ta có nói thầm với cô dâu rằng: em ơi, tối ngày hôm qua thì anh và em còn ở hai đường, mà tối nay mình đã chung giường với nhau. Và để giữ gìn hạnh phúc cho mai sau thì tôi đố có biết tối nay chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ cùng nhau làm gì? Vâng, tôi xin được đưa ra dự đoán rằng tối nay chú rể Vi Bắc của chúng ta sẽ nói thầm vào tai cô dâu rằng: em ơi, tay trái anh để trên đầu, còn tay phải anh biết để đâu bây giờ? Vâng, đúng ạ. Và chắc chắn rằng cô dâu của chúng ta cũng sẽ đáp lại chú rể rằng: anh ơi, tay trái anh cứ để trên đầu, còn tay phải anh muốn để đâu thì tùy. Vâng ạ. Cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Nếu quý vị đồng ý, cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, quá tuyệt vời. Và hôm nay thì tôi xin phép được phỏng vấn chú rể của chúng ta một tí, đúng không ạ? Chú rể đẹp trai, em và cô dâu quen nhau khoảng thời gian là bao lâu rồi? 5 năm, đúng không ạ? Vâng em ạ, trong vòng 5 năm đó tôi xin phép được hỏi chú rể một câu nữa. Trong vòng 5 năm đó thì em đã biết chỗ nào của cô dâu là mềm nhất chưa? Chưa, đúng không ạ? Rồi, cái này thì anh biết thì anh sẽ bày cho, đúng không ạ? Và tất cả quý vị, và cô dâu thân mến, em đã biết chỗ nào của chú rể là cứng nhất chưa em? Chưa luôn ạ, 5 năm mà chưa biết chỗ nào cứng và chỗ nào mềm. Chắc chắn của cô dâu xem phải chỗ này là mềm nhất không ạ? Đúng rồi. Và cô dâu thì đặt tay lên là bờ vai của chú rể xem phải chỗ này cứng nhất để em tựa vào sau này không ạ? Vâng, là tất cả quý vị thân mến, và ngày hôm nay một điều rất đặc biệt đến từ cô dâu và chú rể của chúng ta, một nụ hôn kéo dài trong vòng 5 giây. Và tất cả quý vị chúng ta đã thắt dây an toàn chưa? Quý vị, một tràng pháo tay thật lớn được không? Quá tuyệt vời. Và hôm nay thì MC xin được xin ra xa một tí, đúng không ạ? Tôi nói như thế này chú rể này, anh đã chứng kiến rất nhiều nụ hôn rồi, nhưng mà có nhiều nụ hôn không nồng nàn, đúng không ạ? Có nhiều người thắc mắc anh làm thế nào mà cô dâu và chú rể hôn nhau không nồng nàn. Thì ngày hôm nay thì chắc chắn rồi anh sẽ nói cho em biết nụ hôn này trong vòng 5 giây. Anh nói như thế này: em hôn vào má phải thì sinh được con trai, má trái thì sinh được con gái, đúng không ạ? Nhưng mà muốn có cả hai thì đến hôn ở môi, đúng không ạ? Vâng, tất cả quý vị chúng ta đã thắt dây an toàn chưa? Nụ hôn hạnh phúc nhất của ngày hôm nay đến từ cô dâu và chú rể của chúng ta. Xin phép được bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu đã xuất hiện trên lâu đài phúc của mình. Tất cả quý vị chúng ta dành cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Thôi, một lần nữa khoi khó su ma bò mẹ tương lai, khó su ma tà nai tương bàn. Cả khứ nừng khởi mờ vi bác hâu nên lẹo, cả bà nhắn đây phải liệp năm môi bà, chẳng đây phải liệp na môi khâu, chẳng đây hâu bàn xeo mù xáo ham, xeo nhắm sau, chẳng đây qua từ qua lai, xeo nhắm sai, chẳng đây qua điện thoại, đây quam xe tầng mới chiêm sủ áo, đây quam xáo, chẳng đây mới chiêm sủ bỏ sủ mẹ. Bỏ mẹ mới ngay, cả bà nhắn đây tam tin nhiên gì thế, bụng mây bỏ đây thọt, bụng mon chẳng bỏ đây lốc. Cả bà nhắc đây kè xưa mà bốc, thốc xưa mà hồm âu. Mất bướn hai, vai ông bướn đi, ông bướn đi, bị qua ma. Gia đình xóm bướn, xóm tan, tổ chức ít đóng hơn lực. Cả bà nhắc minh quan kính mây với cả bà ngai. Bỏ mẹ thao kè bàn song, lấy xào bào keo bàn tờ, khờ nửa, xả tờ xả tinh. Huyên nó huyên cuống, mấy ngay. Cả bà nhắc đây tinh chế, xìa bắn nhàng, tăng nhau, sao cày. Mấy ngay cả bà nhắc đây tả môn trường, kịp chất khâu. Trên lâu hạc bách năm gia đình, cuống ngam nghiên mới đi. Một lần nữa, mới khói khó tăng đa hơn gia đình, khó tăng đa hơn bơ mờ khởi mờ hao đi. Khó kính chúc với cái mấy ngay, bơ cơ hơ khỏe khoan hàn lăng. Ê ân lơ cơ hơ đầy, cây ân hơ mi, hơ ngân căm lấy hầu, hơ khâu phai lấy ma. Lai mà nữa, khó kính chúc hơ bơ mờ khởi mờ mà hao đi. Tham hược hơ biển hược xỉ xương, tham hơn hơ biển hươn đàng tàn, hơ cu hoàng hược hơ xương, cu hoàng hươn hơ hơn. Năm mươi năm hơn tà bác nhí nhằng, năm mươi năm hơn tà sẵn con. Cứ đừng kém hơn nhuông, cứ đừng chuồng hơn sang, cứ đóng nhiều tăng bằng tạch ngả đường xám. Chẳng đây hơn, cứ đừng na xáo ham hơn mà nhớ đi. Khỏi, cứ bật vả lẹ, pha chỉ cả những đây tạch bún, con những đây tạch lùng, nông cả vài những đây sọ hà cu, núi những đây sọ hà tối, con chẳng đây sọ hà tối phùa, tối mía. Cứ khởi mờ hao đi, tăng phương mờ hao đi, cả vài những đây hạc cả tỷ thèn, men cả tỷ pha, men tỷ pha thằng đây trùng trà cả lông. Chẳng đây hạc cả khứ nừng ขอบเบียนเวียนกันขึ้นหนึ่งขอบทุ่งขอบดงจังได้หักกันนั่นคือปอมหิงปอมหาหักคือฝ่าตีนฝ่ามือจะนี่มาห้องก็ได้ตามวดเรื่องกินจะเข้าจะเล่าสาวพักน้ำจะดิ่งเฮาใส่เฮาเปิ้ลมือเคยมือมดจ้างตบมือเนื้อของได้บ้างมั้งไงเอ้ยอ
Vâng, với sự hiện diện của tất cả quý vị, sự hiện diện của tất cả quý mẹ, cũng như sự hiện diện của tất cả cô, dì, chú, bác, các anh, các chị và các bạn nam thanh nữ tú có mặt trong trường, thì chắc chắn rằng chú rể Vi Bắc và cô dâu Lương Hiệp của chúng ta sẽ không thể nói bằng lời. Vì vậy, chú rể yêu quý và cô dâu mến thương, hai em hãy đứng lên và quý chào tất cả quý vị đã có mặt trong trường để chúc mừng cho hai em được không ạ? Và tất cả quý vị, chúng ta lại dành cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay nữa đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và tình yêu của Vi Bắc và Lương Hiệp đây đã trải qua bao nhiêu năm đời tháng chờ và trải qua bao nhiêu lần hò hẹn dưới ánh trăng thâu. Để rồi ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã tìm thấy ở nhau một tình yêu rất là trong sáng. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như sự nhất trí của hai bên gia đình, thì Vi Bắc và Lương Hiệp đây đã đưa con thuyền tình của mình cập bến bờ hạnh phúc, tình yêu lứa đôi. Vâng, kính thưa tổ quý vị và các cụ của chúng ta có câu vẫn từng nói rằng trăm năm thì phải tính chuyển vuông tròn, mà phải dò cho kỹ mọi mạch dòng sông. Thật vậy, dòng sông đáy biển thì có người đo được, nhưng lấy đâu ra thước để đo lòng người. Ấy vậy mà Vi Bắc và Lương Hiệp của chúng ta đây đã đo được lòng nhau và tính đến chuyện hôn nhân trăm năm hạnh phúc. Và trải qua thời gian tìm hiểu thật là kỹ càng của đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa hôm nay, yêu nhau ngày lành tháng tốt, chào câu hẹn hò. Đâu có phải mùa xuân hoa mới nở, mà hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung, họ hàng cô bác gần xa đến mừng hạnh phúc tạo tần cập kê. Chúc cho duyên thắm mã kỳ, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Và chú rể của chúng ta thì được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hồng Thắng, xã Đất Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Còn cô dâu mến thương thì được sinh ra tại Tân Sơn, Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An. Đẹp duyên đôi lứa cả hai, bấy lâu ngày đời đêm mơ, mà hôm nay thỏa nỗi đời chờ ước mong. Hôm nay trong tình người vẫn vương và có hương thơm dịu ngọt của cỏ cây hoa lá, có thanh dè dạt mang mát của một làng quê. Và nhân danh chúng tôi là những người nói thay lời cho hai bên gia đình, xin phép được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của Vi Bắc và Lương Hiệp xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị và các cụ của chúng ta đã có câu thường nói rằng màu gà thì nên để phần con cái đùi, mà màu lần thì nên để phần đuôi với cái chân giò. Mà muốn qua sông thì chúng ta phải lủi đò, mà muốn hạnh phúc thì phải nghe lời dặn dò của chú bác và mẹ cha. Và sau đây cho chúng tôi, những người làm chương trình, xin phép được trân trọng kính mời sự hiện diện của một vị đại diện của hai bên gia đình. Đó là sự hiện diện của bác Vi Xuân Thịnh, đại diện cho họ nhà trai. Hãy cùng bước lên sân khấu cùng chúng tôi để có đôi lời cảm ơn và đôi lời phát biểu trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Đại diện nữa của bên họ nhà gái. Vâng, xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của bên họ nhà gái cùng lên sân khấu cùng chúng tôi trong buổi trưa hôm nay để trao rau, để bác Thịnh là đại diện của bên họ nhà trai sẽ nhận rau. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, và đúng là chắc kia thì cũng có khuyết khuyết kia tròn, cũng giống như núi đá mọi mòn theo tháng năm, mà tình yêu của cô dâu và chú rể của chúng ta thì lại đẹp như ánh trăng rằm, em như sóng biển vô bờ, còn anh như bài cát đợi chờ sóng em. Hai bạn của chúng ta hôm nay như búp còn xanh đợi ngày. Liên tục chương trình, chúng ta cũng đến với lời phát biểu của phái đoàn họ nhà gái có đôi lời trao dâu, xin phép được trân trọng kính mời. Ban tổ chức cảm ơn các quý khách quý, cảm ơn bên đằng nội đã dành những cái điều kiện thoáng mát đón tiếp đoàn của tôi. Và nhân đây hai đứa qua đã tìm hiểu từ bạn bè rồi dần đến những tình yêu nồng cháy.
Rồi đối với Hồ Hàng đã cáu trầu đi lại đến ngày thống nhất, tròn ngày lành tốt, tổ chức lễ thành hôn trai cháu, tôi đại diện cho bên đằng ngoài. Trước tiên xin cảm ơn bên đằng nội và chúc cho các vị khách quý, các cụ ông, cụ bà và bạn bè của hai cháu được mạnh khỏe, hạnh phúc và dồi dào an phú. Và cuối cùng là xin rất là cảm ơn. Xin hết. Vâng, quý vị, và đúng là trai vui thì gái cũng mừng. Mà hôm nay hai họ thì tưng bừng như hoa. Nhà trai hân hoan mừng giao thảo, nhà gái hớn hở đón dễ hiền. Và sau đây, để cho câu chuyện nối liền, chúng ta cùng đến với lời phát biểu của họ nhà trai. Sẽ có đôi lời nhận rau, xin phép được trân trọng kính mời bác Thịnh. Kính thưa hai họ, kính thưa quý vị khách quý, hôm nay ngày tốt tháng lành, được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ, đặc biệt là hai cháu, tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước hết, tôi xin cảm ơn là bên họ ngoại, quý vị khách quý đã dành thời gian vàng ngọc đến với lễ thành hôn của hai con cháu của chúng tôi. Tiếp theo tôi xin thay mặt cho bên họ nội cảm ơn. Sau khi nghe phát biểu của bên ngoài, chúng tôi hôm nay là được như thế là một nhân hộ, thêm một nhân hộ khẩu, là một thành viên tốt trong gia đình. Và chúng tôi sẽ có trách nhiệm giáo dục con cháu xây dựng gia đình hạnh phúc. Và một lần nữa không có gì hơn kính chúc hai họ, kính chúc quý vị đại biểu hạnh phúc, chúc cho hạnh phúc vi bằng bích hiệp trong năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi là hai lời phát biểu không ngắn không dài nhưng rất xúc tích. Và anh hôm nào sinh con ra cũng muốn con mình được trưởng thành và lớn khôn. Và ngày hôm nay thì Vi Bắc cũng như Lương Hiệp đây đã trưởng thành và lớn khôn và đã tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng nhân danh chúng tôi là những người nói thay lời cho hai bên gia đình, xin được nhắc cho con rau và chú rể của chúng ta nhớ rằng, người ta vẫn thường nói rằng đi khắp thế gian thì không có ai tốt bằng mẹ mình đâu. Mà gánh nặng cuộc đời thì không có ai khổ hơn cha. Nước biển mênh mông không đong đầy được tình mẹ, mà mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tào sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, cha mang cả tấm thân gầy che chở cho đời con. Vì vậy, cô dâu và chú rể thân mến, hai bạn đừng bao giờ làm cho mẹ mình phải khóc và cha mình phải buồn vì hai bạn. Hai bạn hãy nhớ lấy điều này và ghi khắc vào trong lòng. Vâng, kính thưa quý vị, và nhân ngày vui của cô dâu và chú rể thì đại gia đình họ nhà trai cũng có một số món quà muốn trao cho cô dâu và chú rể. Và lúc này đây, tôi xin phép được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể hãy cùng lên sân khấu cùng chúng tôi để trao quà cho cô dâu và chú rể, cũng như người anh rể của chú rể ngày hôm nay. Và xin mời chị dâu của chú rể và bà ngoại, chúng ta hãy cùng bước lên sân khấu cùng chúng tôi để trao quà cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng bước lên sân khấu cùng chúng tôi đi ạ. Và trong hộ khẩu bây giờ đã có thêm một thành viên mới nữa của đài gia đình. Và hôm nay lại tiếp tục những niềm vui, nối tiếp những niềm vui, những món quà đã được trao cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Và lúc đến đây thì chắc chắn rằng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ không thể nói bằng lời. Cho nên những người làm chương trình chúng tôi xin phép được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất tới đài gia đình trong buổi trưa nay đã có món quà để dành riêng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Có cuộc tân hôn nồng nàn, rộn ràng trong tiếng âm vang. Và tất cả quý vị thân mến, chúng ta đã đến đây rồi thì chúng ta hãy chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể của chúng ta. Tình anh thì như nước dâng cao, tình em như dải lụa đào tẩm hương,
dê tăm ruột rối tơ vương, nhớ ai để nhớ để thương trong lòng. Vâng, kính thưa quý vị, và đến với ngày vui của hai bạn hôm nay thì chú rể của chúng ta có tâm sự và nhớ lại rằng vào một đêm trăng rằm sáng tỏ thì đôi bạn trẻ của chúng ta đây đã gặp nhau tại một khóm trúc ven làng, xung quanh chạy hồi trăng vàng lên cao. Em ơi, lòng thấy xuyến sao, gặp em thì anh biết nói như thế nào được đây. Nhìn càng đắm mà ngắm đây là càng say, chứ say men rượu thì anh đã say men tình. Rằng đôi ta được sinh ra trên mảnh đất quê mình, con Cuông quê ta đó chúng mình yêu nhau. Khi tự gối, lúc cúi đầu, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Để rồi ngày hôm nay thì anh mới hỏi nàng, che kia đủ lá anh xả được chưa? Ngại ngùng nhưng em vẫn cứ thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau. Để anh về anh lấy buồng cau mang sang thêm với dàn chào nhà em. Trước lời nói của chú rể Vi Bắc thì làm cho cô dâu Lương Hiệp của chúng ta vô cùng bối rối. Cô dâu chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết bưng bê tà áo tím trên tay cho đi giấm nát đám cỏ bay bên đường. Mà môi son mà thắm thì rất là bất thường, nhìn em thì anh đã thấy thương em rồi. Mà thôi, đừng nói nữa anh ơi, em đây đã hiểu những lời của anh. Đợi ngày gió mát trăng thanh, đợi ngày 19 táo xanh em chờ. Mà tình yêu của Vi Bắc và Lương Hiệp của chúng ta đây thì không thể tả hết được bằng thơ. Bó công tháng đời năm chờ là đây. Và về mừng đám cưới ngày hôm nay thì có tất cả cô dì chú bác chúng ta đều mừng. Mà làng trên xóm dưới tưng bừng chờ mong hạnh phúc đón mừng tương lai. Vậy thì chúng ta hãy mừng cho Trúc nay đã gặp Mai, mừng cho gái đá cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thỏa ý cha, vui anh vui chị, vui ta vui mình. Và để tiếp tục chương trình, xin mời cô dâu và chú rể hãy cầm lấy hai chai champagne mà ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị rất là công phu dành cho hai bạn, và cùng tay trong tay rót lên thắc ly của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời những chén rượu của tất cả quý vị chúng ta cùng rót ra, thì nơi chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng cho cô dâu và chú rể, đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, rót chén rượu thì hữu duyên thiên lý mình về với nhau. Và lúc ở đây thì những dòng rượu của chú rể Vi Bắc cũng như dòng rượu của cô dâu Lương Hiệp vẫn đang từ từ chảy xuống và chứng minh cho rằng tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nhau chảy mãi đến tận cùng cuộc đời này. Và đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Cuối cùng nhất phía trước đi ạ. Vâng, kính thưa tổ đại quý vị dân sòng và kính mến. Và lúc này đây thì cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ chéo tay nhau uống ly rượu giao môi. Và ly rượu sẽ thề sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, xin mời hai em hãy chéo tay nhau đây. Chú rể ơi, em quay mặt về phía cô dâu đi ạ. Vâng, và tôi sẽ bắt nhịp 1, 2, 3, chúng ta cùng hô rô đúng không ạ? 1, 2, 3, rô! Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và ngày xưa nhau thì cô dâu và chú rể của chúng ta đây vẫn thử rằng ước gì ta được chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc ngoài đồng, còn ban đêm thì chung gối, chung phòng, chung chăn. Và bây giờ đây thì điều ước của cô dâu và chú rể của chúng ta đã trở thành hiện thực. Họ đã tìm được gốc thông xưa hẹn ước, tìm được người ngày trước hẹn hò, tìm được người đi chung một con đò, sông sâu, biển cạn, hẹn hò, có đôi.
và lúc đây cũng là một nghi lễ rất quan trọng, nghi lễ trao nhẫn cưới. Và hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ siết chặt hai con tim đến với nhau bằng vòng tròn tình yêu không có điểm dừng. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu cùng chúng tôi một lần nữa đúng không? Quá tuyệt vời. Hôm nay thì cô dâu và chú rể sẽ siết chặt hai con tim đến với nhau. Có thể nói rằng những hoa thơm cỏ lạ trong vườn xuân, như mây xanh giữa khung trời thơm mộng, như nắng vàng treo ngoài ngõ. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, kính quý vị và ngày sẽ yêu nhau thì chú rể đẹp trai của chúng ta vẫn hứa rằng ước gì anh lấy được là anh mua gạch bát tràng anh về xây, xây dọc rồi anh lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và cô dâu mến thương của chúng ta cũng đã đáp lại chú rể rằng anh ơi, anh cứ về vuốt đất trồng câu, cho em trồng ké xây chầu một bên, mai này chầu nọ lớn lên câu duyên vợ chồng. Mà ngày hôm nay thì khu vườn tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng ta đã thật sự nở đầy hoa trái. Vâng, và vừa rồi đây thì chú rể của chúng ta có nói thầm với cô dâu rằng em ơi, tối ngày hôm qua thì anh và em còn ở hai đường, mà tối nay mình đã chung giường với nhau. Và để giữ gìn hạnh phúc cho mai sau thì tôi đố quý vị biết tối nay chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ cùng nhau làm gì. Vâng, tôi xin được đưa ra dự đoán rằng tối nay chú rể Vi Bắc của chúng ta sẽ nói thầm vào tai cô dâu rằng em ơi, tay trái anh để trên đầu, còn tay phải anh biết để đâu bây giờ. Vâng, đúng ạ. Và chắc chắn rằng cô dâu của chúng ta cũng sẽ đáp lại chú rể rằng anh ơi, tay trái anh cứ để trên đầu, còn tay phải anh muốn để đâu thì tùy. Vâng ạ. Ngày hôm nay hai bạn đã là của nhau. Và tất cả quý vị thân mến, và đến với ngày vui của hai bạn hôm nay thì chắc chắn rằng tất cả quý vị cũng như những người làm chương trình chúng tôi đang mong đợi một điều, một nghi lễ cũng rất quan trọng nữa đến từ cô dâu và chú rể. Một nghi lễ trao nụ hôn, đúng không ạ? Cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Nếu quý vị đồng ý cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, quá tuyệt vời. Và hôm nay chúng tôi xin phép được phỏng vấn chú rể của chúng ta một tí, đúng không ạ? Chú rể đẹp trai, em và cô dâu quen nhau khoảng thời gian là bao lâu rồi? 5 năm, đúng không ạ? Vâng, em ạ, trong vòng 5 năm đó tôi xin phép được hỏi chú rể một câu nữa. Trong vòng 5 năm đó thì em đã biết chỗ nào của cô dâu là mềm nhất chưa? Chưa, đúng không ạ? Rồi, cái này thì anh biết thì anh sẽ bày cho, đúng không ạ? Và tất cả quý vị, và cô dâu thân mến, em đã biết chỗ nào của chú rể là cứng nhất cho em? Chưa luôn ạ. 5 năm mà chưa biết chỗ nào cứng và chỗ nào mềm. Chắc chắn thì những người làm chương trình, những người có kinh nghiệm như chúng tôi là những người đàn anh sẽ bật mí cho cô dâu và chú rể biết, đúng không ạ? Vâng, tất cả quý vị thân mến, ngày hôm nay thì với sự hiện diện của tất cả quý vị thì cô dâu và chú rể của chúng ta thì rất là hạnh phúc. Chú rể ơi, em, anh thấy là em hơi run đúng không ạ? Nhưng không sao. Và chú rể thân mến, em quay 37 độ 5 về phía cô dâu đúng không ạ? Còn cô dâu thì quay 35 độ 7 về phía chú rể. Em bước thêm một bước nữa sát hơn ạ. Vâng, quá tuyệt vời đúng không? Chú rể ơi, em đặt tay lên bụi eo của cô dâu xem phải chỗ này là mềm nhất không ạ? Đúng rồi. Và cô dâu thì đặt tay lên là bờ vai của chú rể xem phải chỗ này cứng nhất để em tựa vào sau này không ạ? Vâng, tất cả quý vị thân mến, và ngày hôm nay một điều rất đặc biệt đến từ cô dâu và chú rể của chúng ta, một nụ hôn kéo dài trong vòng 5 giây. Và tất cả quý vị chúng ta đã thắt dây an toàn chưa? Quý vị, một tràng pháo tay thật lớn được không? Quá tuyệt vời. Và hôm nay thì MC xin được xin ra xa một tí đúng không ạ? Tôi nói như thế này chú rể này, anh đã chứng kiến rất nhiều nụ hôn rồi, nhưng mà có nhiều nụ hôn không nồng nàn đúng không ạ? Có nhiều người thắc mắc anh làm thế nào mà cô dâu và chú rể hôn nhau không nồng nàn. Thì ngày hôm nay thì chắc chắn rồi anh sẽ nói cho em biết nụ hôn này trong vòng 5 giây. Anh nói như thế này, em hôn vào má phải thì sinh được con trai, má trái thì sinh được con gái đúng không ạ? Nhưng mà muốn có cả hai thì nên hôn ở bờ môi đúng không ạ? Vâng, tất cả quý vị chúng ta đã thắt dây an toàn chưa? Nụ hôn hạnh phúc nhất của ngày hôm nay đến từ cô dâu và chú rể của chúng ta. Xin phép tướng bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, sự hiện diện của tất cả quý vị, sự hiện diện của tất cả quý mẹ, cũng như sự hiện diện của tất cả cô dì, chú bác, các anh, các chị, thì chắc chắn rằng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ không thể nói bằng lời. Vì vậy lúc này đây thì ban tổ chức chúng tôi xin phép được thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tất cả các cụ ông cụ bà. Chúng ta phải sống lâu, sống khỏe, trẻ không già, hai họ thông gia thì tình đoàn kết
dư mái nhân duyên thuở ban đầu. Và xin chúc cho tất cả các cô gái chưa có chồng thấy mau mau thanh toán nản lòng không, tìm hoài tìm mãi rồi sẽ thấy để cuối năm nay sẽ lấy chồng. Và chúc cho tất cả các bạn trai chưa có bạn gái phải tìm hoài, chưa có tìm đi rồi sẽ có để rồi đám cưới như hôm nay. Và cuối cùng xin được chúc cho Vi Bắc và Lương Hiệp, hai em hãy sống bên nhau đến bạc đầu, đầu lòng xin trai, hai xin gái, hai hò thông gia thỏa nối lòng. Hai em hãy đi từng bàn tiệc để nhận lấy tất cả các lời chúc của mọi người đi ạ. Để mở đầu chương trình hát mừng hạnh phúc thì tôi xin phép được thay mặt cho đơn vị tổ chức sự kiện tiệc cưới tâm thu xin gửi tới tất cả quý vị, quý cụ, quý mẹ, quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn nam thanh nữ đều có mặt trong trường một lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Và để mở đầu chương trình xin phép mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Tìm Em và câu dân ca với phần thể hiện của MC Thanh Hải và nhạc công Lô Mạng.